tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2021, thế giới đứng vững mốc 1.900 USD trên một ao, trong nước tăng sốc, chuyên gia nói gì về thị trường vàng. Giá vàng thế giới hôm nay giữ vững ngưỡng quan trọng 1.900 USD trên một ao, trong khi đó giá kim loại quý trong nước tăng nhanh, chênh lệch giữa giá bán và mua của vàng miếng SJC cũng cao gấp 2 đến 3 lần so với mức trên thông thường. Chứng khoán tăng nóng có dấu hiệu đầu cơ bong bóng tài sản. Chuyên gia kinh tế cũng cho biết thị trường chứng khoán hiện nay có biểu hiện về thị trường đầu cơ là ngắn hạn không bền vững. Dòng tiền nóng sẽ đẩy giá cổ phiếu vượt xa đỉnh cơ bản giá trị thực của doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán đang trong khả năng miễn nhiễm với những tiêu cực từ bóng đen của đại dịch Covid. Trong khi phần lớn các lĩnh vực của nền kinh tế đang gặp khó khăn, thậm chí trở nên đình trệ, thì chỉ số VN Index lại liên tục phá kỷ lục mới. Dòng tiền đổ vào chứng khoán tăng mạnh chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là từ nhóm nhà đầu tư cá nhân. Vậy điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán, có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế nói chung? Nước được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 1 tháng 6 năm 2021 như sau. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,6 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,42 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,7 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,35 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,25 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,6 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,4 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,71 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,35 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 56,35 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,87 triệu đồng trên một lượng. Khi thị trường chứng khoán đang du nhập tích cực của các nhà đầu tư cá nhân, trung bình mỗi ngày có hơn 3.000 tài khoản mới. Và tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân vào thị trường chứng khoán cũng đang tăng lên. Tiền chủ yếu từ các kênh đầu tư khác, kênh tiết kiệm do lãi suất tiền gửi trở nên kém hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Hầu hết ngành nghề kinh doanh đang gặp khó khăn và các kế hoạch đầu tư mới tạm dừng do ảnh hưởng của Covid-19, do đó sẽ có một khoản không nhỏ từ tiền tiết kiệm của doanh nghiệp, từ đó tạo ra sự cộng hưởng rất lớn trên thị trường chứng khoán. Cập nhật giá vàng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6, duy trì đà tăng trong đầu tháng mới. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay nhờ đồng USD suy yếu và ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2020 đến nay. Trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.908 USD trên một ao và giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,3% lên 1.911 USD trên một ao. Giá tăng mạnh trong phiên giao dịch vào thứ hai ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Vào tháng trước, nhờ đồng USD suy yếu và lãi suất trái phiếu thấp khi áp lực lạm phát gia tăng cũng giúp cho tăng nhu cầu đối với kim loại quý. Theo nhận định của đối tác nhà quản lý của SBA cho biết, vàng được hỗ trợ từ lo ngại về lạm phát và sự suy yếu của lãi suất. Đồng USD duy trì ở mức thấp cũng mang lại sự hỗ trợ cho vàng. Vàng đang hướng tới mục tiêu 2.000 USD trên một ao và hầu như mọi người đều nghĩ rằng nó còn có thể tăng cao hơn nữa. Đồng USD giảm trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn của Mỹ đã giảm 1,593% vào thứ sáu tuần trước, theo đó đã làm giảm chi phí sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,19% xuống còn 89,82 điểm.
Dữ liệu công bố vào cuối tuần trước cũng cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng vọt trong tháng 4, tức do lạm phát cơ bản đã vượt 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát và ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1992 đến nay. Vàng thường được xem là hàng rào chống lạm phát đã được hỗ trợ, hưởng lợi từ các báo cáo gần đây cho thấy sự gia tăng về giá cả tại Mỹ và Anh. Hầu hết thị trường Mỹ và Anh đã đóng cửa để nghỉ lễ trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong tuần này, sự quan tâm của giới đầu tư sẽ đổ về dữ liệu bảng phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu với dự báo rằng số việc mới của Mỹ tăng lên 650.000. Giá vàng giao ngay có thể đạt ngưỡng kháng cự 1.919 USD trên một ao. Nếu thành công vượt qua ngưỡng này, vàng có thể tăng lên mức 1.932 USD đến 1.953 USD trên một ao. Chuyên gia phân tích kỹ thuật cũng cho biết trong một bản báo cáo hôm thứ Hai. Trên thị trường kim loại khác, giá palladium tăng 0,4% lên 2.837 USD trên một ao, nhưng đã ghi nhận tháng giảm đầu tiên trong 4 tháng vào tháng trước, trong khi giá bạch kim tăng 0,4% lên 1.182 USD trên một ao, giá bạc tăng 0,1% lên 27,91 USD trên một ao và đánh dấu mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2020 trong tháng 5. Dự báo giá vàng vào ngày 2 tháng 6 duy trì theo xu hướng tăng giá. Và hôm nay vàng đã duy trì tăng liên tiếp từ đầu phiên đến cuối phiên trên thị trường thế giới. Giá vàng duy trì ở ngưỡng 1.900 USD trên một ao sau khi giá tiêu dùng Mỹ tăng vượt dự báo trong tháng 4 và hỗ trợ cho kim loại quý. Điều này có thể hỗ trợ cho giá vàng trong nước tăng trong phiên giao dịch vào ngày mai. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.